một tí vitamin gâu gâu với một tẹo lâng lâng thần trưởng. Thế nào nhìn vịt hóa thiên nga. Bà bá lại ngỡ đồi mồi hảo hạng. Thích chuồn chuồn hả? Anh đâu có chuồn chuồn, anh chỉ mắt từng nhịp, từng nhịp, từng bước chân anh. Ếch khát dân ca, ba ba lại thích chơi hip hop à? Này cái từng nhịp, từng nhịp, từng nhịp này. Gãy nửa tâm hồn anh rồi. Hồn với xác cái gì? Anh thử nhìn lại mình xem. Đường đường là một võ sư, đi như rồng, đứng như hổ, nói ra đạn khạc ra bom. Ê thế mà xem anh kìa. Có khác gì mèo đi kiết không hả? Bao nhiêu cái cần dương, sao rúm gió hết cả vào thế? Thì... nhưng mà đôi khi thì... rồng hổ thì cũng phải... cúi đầu trước sư tử Hà Đông. Cái gì? Sư tử Hà Đông à? Này, em hỏi anh nhá. Đêm hôm qua ấy, anh đi đâu cả đêm hả? Hay là lại lăng nhăng lít nhít với con nào? Không gì. Anh làm sao dám lăng nhăng lít nhít cái gì? Của nhà anh dùng không hết. Anh đâu có dở hơi mà quẳng nội công ra ngoài cửa sổ. Thế đi đâu? Đi uống rượu. Đi uống rượu á? Thưa vợ, anh đây ạ. Chỉ nhà cái thằng đêm qua anh nhậu cho tôi. Không động vào được đâu. Tại sao lại không động được? Con là con rời tôi cũng không ra nhá. Chỉ mau. Ừ thì cái nhà màu vàng có cái cổng màu xanh, ừ, tính từ ngõ thứ ba từ cổng làng đi vào đấy. Nhà màu vàng, cổng màu xanh, tính từ ngõ thứ ba đi từ đầu làng vào. Thế là nhà cái thằng của em. Đó. Đông vào đi. Đông vào đi. May cho anh đấy. Nhưng mà anh ấy, lúc đi tán gái thì ngọt ngào thế. Nào là em number one, em number two. Sao bây giờ à, lăn bờ ao, lăn bờ sông hết rồi hả? Đâu, anh vẫn như ngày nào, không hề thay đổi. Anh luôn luôn kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Anh luôn luôn nhất vợ nhì rời mà lại. Thế mà để à, ruộng mình cỏ mọc không chừa lối đi. Lên giường luyện công với em. Lần này cho anh khất, lần sau anh trả cả vốn lẫn lãi. Dạo này kinh mạch của anh nó không được đả thông, nội công lại suy yếu, sinh ra đau lưng.
Trình bày thì hãy lên phường, đả thông kinh mạch, lên giường hết ngay. Không xuống nữa. Có xuống không? Có xuống không? Có xuống không? Có xuống không? Ông là ai? Ba là ai? Cháu hỏi ông là ai? Ta là ai mà chính là ai là ta? Quá! Ý cháu muốn hỏi là họ tên ông là gì? Thế họ của mày là gì? Cháu họ Trần, Trần Văn Nhớ. Ta Trần Văn ai? Trần Văn ai? Ừ. Tên này nghe quen quen. Hình như gặp nhau ở đâu rồi. Nhìn đi. Quen không? Giống không? Chính nhà ngươi gặp ta ở trên bàn thờ đấy. Nhà ngươi không nhớ à? Mỗi một lần nhà ngươi thắp hương xin ta đủ điều, hết cái nọ sang cái kia, ngươi có biết làm như vậy là bỏ cụ không? Thôi chết bỏ cụ. À dạ, dạ con lạy cụ. Dạ con lạy cụ tổ. Dạ ôi dồi ôi, con có lỗi à, con có tội à. Dạ con đúng là con có mắt mà không có con ngươi à. Có mắt mà không con ngươi. Vâng ạ. Thì gia nhập vào cái hội người nhìn mặt trời mà không chói lóa. Vâng ạ. Vâng, con lạy cụ tổ. Dạ con xin cụ tha lỗi cho con, tha tội cho con. Dạ nhưng mà con hỏi khí không phải. Đâu quần cụ lại rách te tua thế này. Cụ bị chó cắn ạ? Chó nào? Từ ngày ta chuyển hộ khẩu cho ông phủ ấy, các ngươi có sắm cái tà bộ nào đâu. Có một cái bộ cứ mặc đi mặc lại nó ra như thế này. Dạ con lạy cụ. Dạ chúng con có lỗi có tội với cụ. Dạ từ ngày mai dạ con sẽ đốt cho cụ thật nhiều quần áo đẹp, thật nhiều quần áo mới. Dạ để cụ nở mày nở mặt với mọi người ạ. Dạ người nào có mọi ma thì có. À, dạ vâng ạ. Dạ để cụ nở mày nở mặt với mọi ma. Dạ thế nhưng mà cụ lên lần này
chỉ để đòi mỗi cái quần thôi ạ. Ta lên đây để báo cho con biết hậu duệ kẻ thù của chúng ta sắp tới, con phải đòi lấy nửa quyển bí kíp, nếu không vợ hoặc con của con sẽ có vấn đề. Thật thế sao? Ừ. Thảm nào, quyển bí kíp chỉ có một nửa. Dạ, thưa cụ, thế ân oán thế nào? Cụ có thể cho con biết được không ạ? Bí kíp này không chỉ là bí kíp dạy của họ, mà còn là niềm tự hào của dòng họ Trần nhà ta. Nếu hợp nhất được hai bí kíp này và luyện tới cảnh giới cao, có thể bay được như vượn, lượn được như đại bàng, nhanh như báo, khỏe như hổ và mạnh như gấu. Bây giờ ta trông chờ vào tài năng của con. Nếu muốn biết được tường tận thì hãy tìm lá thư ta giấu ở trong nhà. Dạ, dạ, con lạy cụ, xin cụ cứ yên tâm ạ. Ừ. Dạ, cho dù có khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, con cũng sẽ tìm cho bằng được nửa quyển bí kíp đó ạ. Dạ con. Dạ. Dạ, dạ, con cậu cảm ơn cụ ạ. À. Dạ, con cảm ơn cụ đã tin tưởng con. Dạ, con sẽ không làm cụ thất vọng đâu ạ. À. Xin đừng bỏ ra, mỏi hết cả tay. Dạ, con xin lỗi cụ, tại vì con mừng quá. Nhà người có nhiều cách ăn mừng, chứ cứ tụt quần của ta thì ăn mừng mới ngon à. Dạ, cụ ơi, cụ nán lại thêm một tí nữa có được không ạ? Thế thì điện thoại của nhà người hết tiền thì nhà người gọi được không? Số phút của ta lên đây chỉ có thế thôi. Này. Dạ. Nhưng mà nghe radio phủ báo ấy, hôm nay thời tiết khắc nghiệt lắm. Này, nhớ đốt nhiều quần áo cho ta, nhớ. Dạ, dạ vâng ạ. Dạ, dạ, dạ thưa cụ, thì cụ có thể nói cho con biết lá thư cụ để ở đâu không ạ? À? Cái này ta không nói trực tiếp, nhưng mà ta gợi ý cho nhà ngươi nhé. Cái chỗ đơn giản nhất thì là chỗ phức tạp nhất, nhớ. Ừ, thôi, ta đi đây. Bye bye. đau thế? Sao thế? Cái chân cá này của anh cứng đầu lắm ấy. Thế chẳng nhẽ không có cách nào làm cho ra được à? Em sẽ làm cho nó ra được. Làm đẹp là nghề của em mà. Làm luôn. Đang rất khởi. Cách gì mà bí hiểm thế? Úi giời ơi, cái gì đấy hả? Úi giời ơi, có cần thiết phải đến mức độ thế không? Nặn trứng cá chứ không phải mổ bò đâu. Quá. Nào lại đây. Mà chơi đi được ấy. Lao động nặng vì lại chả mệt. Ra đây xem nào. Gái có công thì chồng không phụ. Quà của em đây. Cái gì đấy? Máy lọc nước. Này, hàng xịn đấy. Anh vừa chôn được của ông già. Chán quá nhờ. Chuyện đã là người yêu của Ngông công tử thì quà không thể tâm thương được. Anh là Ngông công tử mà. Anh nhất vị Bắc Bộ, nhì hệ mặt trời. Anh là soái ca của em. Soái ca thì nào okay, okay. Ở đây. Ôi, nào thế. Anh làm gì đây? Ai đi. Em không thích như thế. Anh có biết không? Ông già anh ấy lúc nào cũng coi chúng mình là mèo mả gà đồng. Em muốn anh phải lấy được cái võ đường đấy về, đưa em ra mắt cho đàng hoàng. Võ đường? Được, em cũng chờ đấy. Trời ơi à, cười cái gì mà cười. Em có cách rồi. Em bảo này, hay là anh thử chiêm bao lại lần nữa xem, biết đâu cụ tổ lại nói thêm điều gì. Vừa mới ngủ dậy, bố ai mà ngủ lại nổi. Với cả cụ tổ bảo tài khoản hết tiền rồi,
bây giờ có ngủ lại cũng không gặp được đâu. Anh buồn cười thật đấy nhở. Thế anh không nghe người ta bảo à, trần sao âm vậy. Biết đâu à, cụ tổ nhà anh câu trộm được wifi nhà hàng xóm cũng nên. Dưới âm phủ làm gì có hàng xóm mà câu với trả trộm. Cái gì đây? Cái quần rách mà giống như bảo bối. Này, anh nói cho em biết nhé. Cái mốt hồi đấy nó như thế. Ông nội anh đã bảo với anh rằng cái quần này là truyền đến 10 đời rồi. Nhá, phải có của ăn của để mới có mà mặc đấy. Khiếp. Nặng mùi tinh tướng quá. Cái gì đây? Chữ cụ tổ anh ấy xấu thật đấy, xấu hơn cả chữ của anh. Liên Tuyệt, chữ của anh xấu nhưng mà vở anh sạch. Nhưng làm thế nào để mà hiểu được nghĩa của cái thư này nhỉ? Cái chữ này lạ thật đấy. Không biết là cái chữ gì. À này, có cái tay lâm ấy. Tay lâm ở trong võ đường nhà mình. Cậu ta biết rất nhiều thứ. Có khi cậu ta cũng biết được cái loại chữ lạ này. Lâm bác sĩ ấy. Đi tìm cậu đi. Binh dân, bây tổ, chức khởi vũ vĩ, bước rủ. Dừng. Úi giời, ăn không nên đọi, nói không nên lời. Con nghĩ bố nên nhường lại cái võ đường này cho con đi. Cứ không, phát nát viên tử, mày phát nát cái nhà chưa đủ ấy cho, mày định ra đây nữa hả? Giả nó đang đây. Con đến đây không phải để phá, con đến đây để cho bố biết rằng con xứng đáng được tiếp quản cái võ đường này. Nào, tất cả, đến đây.
Trời ơi, này đây, sang phải một tí. À. Dạ. Kia. Ở đâu? Kia. Giải cứu anh đi. À đây này. Thích phết. Này. Sao đầu mày cứng như đầu trâu thế hả? Ngày bé tao hay trèo cây, ngã như bổ củi ấy. Mày đập phát nữa đi. Không phải, chắc là gậy này mềm thôi. Nhìn này. Sao? Còn thằng nào nữa không? Còn em. Cầm mồm. Đấy, bố thấy chưa? Đệ tử của bố múa võ trông cứ như bọ chó múa bấc ấy. Võ đường muốn hoành tráng là phải mang quân đi thi đấu. Bố già rồi, bố nên về nhà chăn vịt đi. Để võ đường lại cho con quản lý. Mày muốn tiếp quản võ đường đi? Vâng. Được thôi. Mày hãy đi mang những đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mày về đây. Được. Bố ra con số cụ thể đi. Bao nhiêu? 2 tỷ. Mày vừa nói đấy à? Tao 2 tỷ cái võ đường này á? Ừ. Bố cắt cổ con đi. Bố cắt cổ con đi. Cái chỗ đất này mà bố đòi 2 tỷ á? Bố chủ đất rẻ. Dạ. Thị trường bất động sản sắp nóng rồi. Tao nghe nói mà khu này sẽ trở thành chung cư. 10 tỷ. 10 tỷ đấy. Chỗ đất này 10 tỷ á? Ừ. Nếu mà cái chỗ đất này 10 tỷ, ừ, con sẽ mang về cho bố đúng 2 tỷ. Đại ca ơi, chờ bọn em với. Đây mới là ánh sáng của cuộc đời em. Chúng gì hết đây? Sáng của tao đâu? Ôi ôi. Cho mình nghỉ đi đi. Dạ vâng, nghỉ một tí ạ. Mà sư phụ ơi, sao sư phụ lại ra nông nỗi này ạ? Nghe tiểu như lầu thông báo có món lợn mãn hảo hạng. Nay mùng 1 đầu tháng, định làm tí tiết canh cho nó lấy hên. Anh mời mới bắt tranh bỏ vỏ tập được 2 thìa thì bị chúng nó đánh úp. Cũng may ta có món bí kíp là xú khí công, đánh bật lại chúng nó và chạy ra đây đấy. Sư phụ an lành. Ấy, ui, chết ta rồi. Ôi giời. Thầy ơi, chắc là thầy ăn phải con lợn bị nhiễm khuẩn rồi. Không, sư phụ ăn phải con lợn bị tiêm chất tạo nạc. Chứ thằng này mày bảo ai là lợn? Cổ nhân có câu: không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu quá là chuẩn men. Ôi trời ơi, đau quá.
Sư phụ nói thế mà nghe được à? Ngày nào sư phụ cũng dạy bọn con ý là không được vong ân bội nghĩa. Thế mà bọn con đây xả thân đi cứu sư phụ. Nếu không có bọn con ý thì sư phụ còn sức ngồi đây mà kêu ca được không ạ? Còn lâu ý. Đúng không? Ngồi cái bố cha nhà các anh ý. Các anh cho tôi ngồi vào cọc nhọn đâm thùng gà ruột tôi rồi đây này. Ôi trời ơi, đau. Đau quá. Ái giời ơi, đau quá cơ. Thằng nào thầm thế lại trong cái cọc ở dưới đây nhỉ? Thấy chưa? Có một sự đau đớn không hề nhẹ. Thằng này ra đằng sau vứt cái cọc cho thầy để tao giữ thầy. Sư phụ ơi, sư phụ, để con kiểm tra xem là nó có chọc vào sư phụ sâu không nhé, sư phụ nhé. Không chịu được nữa. Thầy ơi, thầy cố lên, sắp ra rồi. Cố cái gì mà cố? Nách mày hôi bỏ, tao nín thở từ lấy đến giờ rồi. Không thở được. Đau quá. Hôi quá. Này, có vẻ nó chọc vào sâu lắm, mình tao không rút ra được đâu. Thế thì cho thầy ra kia, tao với mày cùng phối hợp nhá. Làm đi thầy. Ôi giời, đau quá. Ôi giời. Thầy ơi, thầy cố lên nhá. Sư phụ ơi, cái này ấy, nó chỉ cần nhói một cái như con kiến nó đốt thôi là xong sư phụ ạ. Cố lên nhá. Tao chỉ cố nốt lần này thôi nhá. Có lẽ ta không sống được nữa đâu. Đây, tao có quyển bí kíp võ lâm mà cả đời ta dày công nghiên cứu. Giờ ta muốn trao lại cho... Chưa có. Để đâu. Bí kíp thì chỉ có một, mà đệ tử thì có hai. Bây giờ, để cho sự công bằng, có lẽ các người lên oản tù tì vậy. Oản đi. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này. Sư phụ ơi, có thắng rồi. Đùa đâu, sống mấy chục năm ở trên cái cõi đời này chưa thấy ai chết mà lại xấu thế này cả. Nhìn ra mắt thì trắng dã đấy, lưỡi lại còn lè ra nữa chứ. Đứng đấy làm gì, cởi trói cho sư phụ đi. Ôi.
xưa khi kết nghĩa anh em, mày đã từng nói anh em như chân với tay, như dao phay với thớt, như là quả ớt với thịt bò, như là cho với con. Vậy mà ngày hôm nay mày phá quần của tao. Được rồi, đã thế nhá, đã thế tao cho mày bẹp như con rắn, mày nát như tương. Không ngờ cụ tổ nhà anh giỏi thật đấy. Chuyện nhà anh ai chả giỏi. Dạ thưa thầy. Đã nói rồi, ở võ đường thì gọi là thầy, ở nhà ấy là anh em. Tại em cứ quen thế. Anh ạ, Cao Danh sau khi lấy được nửa cuốn bí kíp võ công đã đến một nơi khác và lập nên dòng họ Cao. Biết tìm hắn ở đâu. Em của anh mà lại, anh ơi. Hắn nhá, có hậu duệ ở thôn Nước Mắm, xã Xì Dầu, huyện Tương ớt. Chủ võ đường nhá, là ông Nghênh. Có thằng con nhá, tên là Ngông. Thằng này nhá, không bị chột mắt, nhưng lại thích nhìn đời bằng nửa con mắt. Đấy. Mắt là cửa sổ tâm hồn, mất đi một mắt nửa hồn thương đau. Nhưng, lại có một cái sở thích là rất trung tình. Thế đâm ra hắn có cô bồ tên là Mộng Mơ. Ui anh ơi, cô này nhá, xinh đẹp lắm. Chân dài đến nách, da trắng ngần, nhìn thấy một cái lần mặt ra, vòng một nở nang. Ôi, bưởi năm roi cứ gọi là phải gọi bằng cụ anh ạ. Vừa mới nghe thấy bưởi một cái mà nước dãi nó chảy cả ra. Của nhà không là bưởi thì là cái gì đây? Thôi nín đi. Thôi, nín đi. Sốt ruột lắm. Nín đi bố thương, tao thương. Cấp mồm đi! Chứ mày khóc cái gì? Hả? Làm sao mà chúng mày khóc? Em có biết gì đâu. Anh Tài anh bảo em khóc thì em khóc. Dạ, em thấy đại ca khóc thì em khóc theo thôi. Tao đây. À, mày có dám nhìn thẳng vào mặt tao mày nói câu đấy không? Dám. Mày nhìn thẳng vào mặt tao xem nào. Rồi, thẳng rồi. Thế là thẳng rồi. Tao nói cho mày biết nhá. Ở đời này chỉ có một mình tao nhìn đời bằng một con mắt thôi. Mày tuổi gì? Tao lại chọc. Chúng mày biết đây là cái gì không? Biết rồi. Cái gì? Bình đựng nước 1.5 lít. Này, cái này mà bình đựng nước à? Hả? Đây. Bình sữa của tao đấy. Nhá. Ngày xưa hồi bé tao ăn khỏe. Mấy trăm mil không đủ. Bà già tao phải chơi hẳn quả này. Kinh nhá. Kinh. Bú thùm thùm. Ngát thùm luồng. Mà nhìn cái này tao lại nhớ mẹ tao. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bà già mày ở nhà nhớ nhung gì? Vâng. Có bát nước không nào? Tao thanh lý nốt nhá. Này, vừa rồi tao với mày khóc cái gì thật đấy chả. Đâm đi cả nước mắt. Nhanh lên nào, rửa nốt đây. Thôi. Mất thì ra. $3,000 nữa mới đủ 100 đây. Trời ơi. Như vậy là gần được 2 tỷ rồi. 100.000. Vậy là còn thiếu những 1.999.9 à. Tôi biết làm gì bây giờ.
Giời ơi, ngài giết con đi. Ngài làm thật à? Con chỉ đùa chứ mà. Hai, ba. Nhục thật. Chào con. Con ơi, đừng uống nước ở đấy. Uống nước ở máy lọc kia kìa. Máy lọc nó khử asen, amoni, vi khuẩn và rất nhiều những chất độc hại khác nữa. Uống nước ở kia nha. Vâng ạ. Về đi học về đấy hả cháu? Đúng là con nhà võ khác. Không giống lông thì giống cánh. Mà cho chú uống trước đi, chú khát quá. Anh. Có tin vui anh ạ. Em đã tìm thấy tung tích của công tử dòng họ Cao rồi. Tên này bây giờ lếch thấy khổ sở lắm, vì bị cha hắn phong tỏa tài khoản. Nãy em vừa nhìn thấy hắn nhá, mãi võ đánh nhau ở ngoài đường, kiếm từng đồng mua rau mua cỏ. Bi đát thế à? Ui bi đát lắm anh ạ. Anh ơi, mà em biết tên này tự cao tự đại nhá. Võ đường của chúng ta chỉ cần cho hắn một vố, chắc chắn hắn sẽ tìm đến chúng ta. Lúc đó anh sẽ tìm được nửa cuốn bí kíp còn lại. Mà anh ơi, nửa cuốn bí kíp còn lại ấy, anh đã cất kỹ chưa? Giờ trộm cắp như rơi ấy. Yên tâm, tôi cất ở trong nhà, chỗ kín đáo, không mất được đâu. Dạ. Đại ca sửa răng ạ. Anh ơi, báo cáo đại ca, mình đã được 1.050.000. Thế anh trả mấy mà mình giàu? Ở nhà sư phụ coi đại ca là thằng đại. Tuy nhiên ở đây bọn em vẫn coi đại ca là một ngôi sao sáng trên bầu trời u tối. Em thấy cái trò mà đi mãi võ kiếm tiền này được ấy. Hay, khá ấy, tốt đấy. Này, bé cái mồm. Bỏ ngay cái trò lắp tên lửa vào đít đại ca đi nhá. Nhớ đại ca bay 4 lần trời thì làm sao? Làm gì có chỗ nào để anh em mình qua lại? Đại ca ơi, hôm nay đại ca quyết định đi thịt một con lợn sữa để bọn em tẩm bổ cho đại ca có sức khỏe. Đúng rồi. Mày thích ăn lợn hả? Dạ vâng. Tài mắt này. Có. Thịt con này. Để em đi lấy dao. Này. Đại ca, em không phải lợn sữa đâu, em là lợn chề. À đúng rồi.
ra. Cái ta đeo vào mắt này mà đeo vào mũi à? Chuyển bối cảnh. Tôi muốn đấu. Nào, mày muốn đấu như nào? Tôi không đấu. Tao có bảo mày đâu, tao bảo thằng bên cạnh cơ mà. Tôi thì anh nhìn tôi. Đại ca ơi. Đấy. Thằng này nó che em, nó bảo em nhìn rau khắp thịt. Nó nói đúng đấy. Đã biết luật đấu chưa? Nếu như tiếp được 10 chiêu, đặt bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Còn nếu như thắng, đặt 1 ăn 10, anh ok. Ôi, đại ca vừa chửi chúng nó đấy à? Mày rốt thế. Đại ca vừa nói tiếng phạn cổ đấy. Chúng mày muốn đặt bao nhiêu? 1 triệu. 1 triệu đại ca. Tôi làm gì có tiền. Sáng vợ cho 50, ăn cháo lòng tiết canh hết 30, còn có 20 thôi. Anh yên tâm đi, việc này em lo, mình là anh em mà. Thế thì được. Hạ bây giờ toán những thằng mớ mồm ra là nói chuyện tiền tỷ. Đại ca ơi, thế là ký cóp cho cọp đó sơi à? Em tưởng là chuẩn bị được ăn lợn sữa, mà còn bằng này thì sữa siếc cái gì? Lợn cái đầu của mày ấy. Mày chơi thải à? Tao chưa phải đâu. Đứng về. Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền thế này. Mà nhiều đấy. 2 tỷ. 2 tỷ? Anh tát em đi. Tát làm gì? Mạnh lên. Mạnh nữa lên. Có sao không? Đau.
thật, không phải mơ à? Làm sao đấy? Này. Trời ơi à? Này, tiền ở đâu ra vậy? Tiền anh cắm đất võ đường với cả đất nhà mình, lấy 2 tỷ để đấu võ với thằng ngông. Cắm đất? Bỏ lợn đấy, sắp tới nhá, em sẽ đi bơm cho nó to đùng ra. Cái gì? Đi bơm á? Ừ. Cần gì phải tiết kiệm với bỏ lợn. Sáng ngày mai anh dắt em ra đầu phố, 50.000 nhá, bơm to tướng luôn. Rẻ thế hả? Thế thôi. Thật á? Khổ quá, nhà thằng Xăm con ông lốp đầu phố đấy, nó bơm cho một lúc mà to bằng đầu. Ừ. Anh này, anh chẳng biết cái gì cả. Đấy là bơm hơi, bơm thế có bơm nổ tung đầu ra à? Đây là bơm bằng silicone cơ mà. Bơm silicone vào để cho cái cảm giác của nó cứ lúc mình sờ vào nó mềm mềm như thật đi. Nhưng mà có đắt không? Khoảng bao nhiêu? Hình như là em nghe đâu bảo là mấy chục triệu đấy. Em đang bỏ lợn tiết kiệm bên này. Mấy chục triệu, mấy chục triệu tiền Việt Nam à? Ôi dồi ôi, tưởng cái gì chứ đi bơm mà lại chỉ có mấy chục triệu nhá. Anh hỏi em nhá, bây giờ mấy chục triệu với cả 2 tỷ thì cái gì lớn hơn? Tất nhiên là 2 tỷ lớn hơn rồi. Dài, quá đơn giản. Anh nói cho em biết nhé. Đơn giản á? Đàn ông của thời đại thì 2 tỷ không là cái gì cả. Anh có nói thật không? Sao lại không thật? Thật á? Anh nói cho em biết, chưa bao giờ anh nghĩ đời anh có thể kiếm tiền một cách dễ như vậy. Anh kiếm bằng cách nào? Có một thằng danh con, nó dám thách đấu với anh. Nếu anh thắng, nó sẽ phải mất cho anh 2 tỷ. Mà anh thế này chẳng lẽ không thắng được nó à? Thật đó. Ơi. Em ơi, công tử của em. Mềm quá. Để như thật chứ còn gì nữa. Nhưng mà em vẫn muốn nó to nữa. Thì anh kiếm cái đấy xong rồi. Được rồi, yên tâm, với gần đấy tiền em có bơm cả người cũng được. Nhớ nhá. Đứng lên cho nào. Định làm gì người ta này? Anh làm gì đấy? Bây giờ anh mới sực nhớ ra là còn một nửa quyển bí kíp mà ông già anh cất kỹ ở trong tủ, mà chìa khóa lúc nào cũng treo ở quần. Làm thế nào để lấy được bây giờ? Này, thế nhà bố anh có buồng tắm không? Có cả bình nóng lạnh hả thôi. Đấy. Ừ nhỉ. Thế mà đúng rồi. Không thể nói chuyện với anh nữa. Làm gì mà dỗi thế nào thì có cách gì bày cho anh đi. Muốn có 2 tỷ không? Có. Đấy. Cách gì? Em bảo nhá. Ừ. Em sẽ cho anh một thứ này. Anh chỉ cần nhá, cho vào thức ăn của ông già anh. Đảm bảo nhá, sau đó trên người có cái gì tuột băng sạch. Ôi, 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 ôi,
Em xin lỗi, anh có làm sao không? Cũng tại nó không đứng yên ý. Không sao, anh chỉ hơi xoáng một tí thôi. Nó là ai vậy? Anh không biết, nhưng mà có vẻ quen lắm. Cũng may anh về sớm, không thì nó lấy mất bí kíp rồi. Nhưng... Này, có khi nào là tên Ngông Công Tử không? Đúng là một năm luyện công không bằng một ngày tháo dạ. Bết phao câu rồi phải không lão già? Thì ra chính ngươi là người đã ám sát tao hôm trước. Đừng cố nữa, kẻo ra quần bây giờ. Lần trước lão may mắn thoát chết, lần này lão bị Tào Tháo đuổi. Lão nộp mạng đi. Giới thiệu với bà con, Võ Sư Ngông. Ngông Công Tử được sinh ra trong một gia đình có truyền thống là con nhà võ. Bố của Ngông Công Tử là Võ Sư Ngông. Bố của Võ Sư Ngông là Võ Sư Ngang. Bố của Võ Sư Ngang là ông Tàng chuyên bàn chúa. Đặc điểm nhận dạng của Ngông Công Tử như sau. Chú ơi. Ê, tụt quân. Chú đọc tôi cái tờ giấy này. Tôi biếu chú 50.000 đồng. Ừ. Đấy. Thêm. Thêm à? Đây, 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 đây. Đọc đi. À. Đặc điểm của Ngông Công Tử là màu khoang đen trắng làm chủ đạo. Đuôi hơi cụt, mõm hơi dài, 12 vú mới đẻ 2 lứa, nhưng mà rất xấu gái. Mặt nhăn nheo trông già, ai nhìn thấy con lợn lợn. Này này, sao tao lại bị ngã đấy hả? Đúng là cá không ăn muối cá ươn. Tao đã bảo rồi, kê cái tấm lợp đông anh ở đây nhá. Ba thằng như mày nhảy lên cũng không sập. Anh em, hộ tôi kê cái tấm lợp ở đây cái. Đây, đây, đây. Rồi, rồi. Thêm, thêm, thêm. Đây, đây. Mày lên đây. Thôi, 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 không lên đâu, vừa mình ngã đau hết cả người. Lên đây, xong rồi. Tao cho mày con lợn tiết kiệm của tao. Mày thề đi. Thề mày. Cầm mấy này. Nhanh lên. À, đấy mày xuống thử đi, xuống thử đi. Đấy. Cha cha cha. Cha 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 cha. Nhìn nhảy cha cha. Tôi xin tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ha 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 ha!
không phải ra đây ở nữa rồi. Thông báo đây, thông báo đây. Alo, alo. Như vậy là võ sư Nhớ đã thắng nửa quyền bí kíp võ công của dòng họ Cao, đã thuộc về võ sư Nhớ. Đây không phải là nửa quyển bí kíp mà tôi cần. Anh dám giở trò à? Còn một nửa quyển nữa, tôi sẽ vào lấy. Thằng kia, tại sao mày xé quyển võ công của tao? Tao phải mất mấy tạ thóc mới qua được lớp mỹ thuật để đấy. Anh ơi, anh có làm sao không? Bí kíp võ công đã thuộc về ta. Ta thuộc về ta. Đừng lại. Trả lại sang quyền võ công. Đừng có mơ. Mày còn nghịch thế nữa, ngã bây giờ nữa, ngã. Ra rồi mà còn cố. Bí kíp này thuộc Trần tộc, hôm nay tôi trao lại cho cậu. Dòng họ Cao chúng tôi không ăn trộm bí kíp. Chuyện này là thế nào? Chuyện là thế này. Sao lại đau thế này? Ông đã cho gì vào trà? Đó là loại thuốc mà cô đưa cho thằng Ngông đấy. Chỉ có điều tăng liều lượng lên gấp đôi. Thế thôi. Tại sao? Tại sao ông lại không bị làm sao? Từ khi cô truy sát tôi không thành, tôi đã đoán cô là người đứng sau thằng Ngông, cho nên tôi đã cho người theo dõi cô. Mọi hành động của cô không qua được mắt tôi đâu, cô biết không? Đừng vận công nữa, khai đi. Kẻ sai tôi giết ông chính là Tiêu Lâm, con cháu của dòng họ Tiêu Liêu. Thằng cũng chính là kẻ đã đánh cắp nửa quyền bí kíp của dòng họ Cao nhà ông. Chính hắn đã bảo tôi mồi trái anh ông để làm cho gia đình ông mâu thuẫn với gia đình họ Trần, nhằm đặt nốt nửa quyển bí kíp còn lại. Tiêu Lâm đang ở đâu? Võ đường Trần Nhỡ. Thôi cho tôi đi với chị, không chịu được nữa rồi. Tại sao cô lại nghe lời Tiêu Lâm? Hắn đã cho tôi vay rất là nhiều tiền,
Và bây giờ tôi phải trả ơn. Tôi xin ông cho tôi ra ngoài. Tôi sắp ra quần rồi. Đi đi. Còn lá thư của cụ tổ tôi, cụ tổ tôi đã viết. Tất cả là do Tiêu Lâm bịa đặt mà ra cả. Cụ tổ tôi là Cao Ranh, là đệ tử của cụ tổ Trần Ngâm. Vậy là lợi dụng việc lá thư viết chữ lạ nên Tiêu Lâm đã cố tình sắp đặt sự hiểu nhầm giữa hai gia đình. Ai bảo cụ tổ nhà các ngươi chữ đã xấu lại còn lạ, giờ trách ai? Không cần nữa đâu, tôi đã phế xuất võ công của nó rồi, bây giờ nó cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Thằng lừa thầy phản bạn, vì mày mà suýt nữa vợ chồng tao phải ra đê ở. Cút cửa vào đường. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi muốn cậu và thằng Nông nhà tôi kết nghĩa anh em, hai dòng họ chúng ta lại thân thiết như ngày xưa. Cậu thấy sao? Dạ, cháu đồng ý ạ. Cái gì cũng phải có cội nguồn, học võ cũng vậy. Các con hãy giữ lấy bí kíp và sống sao cho trọn đạo với tổ tiên. Năm hết Tết đến, ta chúc các con và gia đình sang năm mới mọi nhà an khang thịnh vượng. Ê, cô nhấc cái chân lên. Bố nhấc chân lên để con quét nhà nè. Rồi. Hai người ngồi lên bàn đi, để con quét cái ghế này. Mày điên à? Thằng tớ hơi này bị làm sao đây đồ? Nào. Tại sao thì cứ hoang thế à? Con Đạp thì đau bụng quá. Thôi, anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Con mới nói cũ xin lỗi cái gì? Thế đâu có. Thì đằng nào thì trước sau em cũng phải đẻ. Nếu phải có cặp như này. Rồi thằng lớn còn trông nom cái thằng bé chứ.